Trời à. Thôi, trứng mà còn đòi khô thân dịch, cái kiến thức mà yếu kém như ngươi thì muôn đời không thể nào thắng ta được đâu. Đừng có cố gắng. Bộ ngươi muốn giết ta là giết hả? Bộ ngươi nghĩ là ta chỉ biết nhẫn thuật thôi hay sao? Ta còn có một cái đầu IQ 200 lận đó. Ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Để đánh với ta hả? Trời ơi, đừng có tâu hài nữa. Rồi, ngon thì dở cái uy chi 200 của người ra xe ta xem như nào nào. Làm đi. Được thôi, bây giờ hãy xem IQ 200 của ta đây. Ta sẽ cho ngươi thấy được trí tuệ thông minh của Phong Cận. Hãy xem đây, ta không phải là chỉ có cái tên không đâu. Hãy xem đây, hey, phân thân kỹ thuật, hey. Trời ơi, tưởng cái gì? Thuật phân thân hả? Trời ơi, đây là IQ 200 của ngươi hả? Trời ơi, không có tác dụng đâu. Làm gì đặc sắc hơn đi. Ngươi tưởng là ta chỉ phân thân ra như vậy hay sao? Hãy xem đây. Hỡi, tất cả anh em cùng nhau biến hình nào. Hỡi, biến hình. Ngươi thấy sao? Trời ơi, ngươi thấy là mấy cái bạn nữ này nhìn có dễ thương không? Đây chính là nhẫn thuật quyến rũ của Phong Cận TV. Bây giờ ta sẽ kêu mấy bạn này hôn ngươi đến chết. Ngươi có muốn được hôn không? Ủa sao lại nghe nhẫn thuật gì lại? Thôi, tao lao quá, tao không có nhu cầu đâu. Ủa, cho hôn cái thôi, cho hôn cái thôi. Trời ơi, dí theo đi, dí theo đi. Trời ơi, toàn là hot girl không mà chơi kìa trời. Dí theo hung hăng đến chết cho tôi. Mấy con bóng lông xiên. Bóng lông xiên hả? Dí hung 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 chết cho tôi. Trời ơi, cho hung cái đi, cho hung cái coi. Tao không ngờ mày xài cái thuật rồi. Nó dơ giấy, mày vô chân ngoái vậy luôn. Ủa cái gì đây, thuật quyến rũ mà. Mày chờ đấy, mày chờ đấy. Ôi, đi 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 đi, bye bye, bye bye. Tạm biệt, tạm biệt. Trời ơi, anh em ơi, thật quyến rũ của mình có bộ ghê thiệt ha. Có bộ ghê luôn á, trời ơi. Chỉ cần nhào vô dí theo tên nó hung 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 mấy cái thôi, tên nó sợ rồi. Thôi mệt quá. Thôi bây giờ mình nghĩ là mình phải đem cái cuốn bí kíp này, mình đem mình giao cho cái làng nước thôi mới được. Trời ơi, chứ bây giờ mà không đem đi giao là coi như thế nào cũng sẽ bị sư phụ lầy rầy la cho coi. Thôi đi 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 đi. Trời ơi, tốn thời gian cái tên ninja hắc ám đó quá. Đi 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 đi. Thôi trời ơi, đi từ sáng giờ mệt quá. Ôi, cái chỗ này mình thấy là sông hồ nhiều quá nè anh em. Mình nghĩ là chắc là mình cũng sắp đi đến được cái làng nước rồi đó. Trời ơi, vậy là mình sắp giao được cái quyển bí kíp này cho làng nước rồi. Trời ơi, game là dễ. Tưởng nhiệm vụ gì khó lắm, hóa ra là dễ ẹt. Tưởng là gặp nhiều kẻ thù hay gì lắm. Thôi đi thôi, trời ơi, là lơ 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 lơ. Hey, tên kia đứng lại. Ủa, ai vậy? Ôi, trời ơi, cái gì vậy? Wow, trời ơi, lần đầu tiên mình thấy một cái người đứng được ở trên nước luôn anh em. Trời ơi, cái vòi nước nó cao kìa. Ủa, hey. Ủa, ông là ai vậy? Ta chính là thủy thần của cái vùng này đây. Thủy thần hả? Trời ơi, ghê vậy. Ôi, đúng rồi. Ủa mà ông kêu tôi đứng đứng lại là sao? Tôi đâu có làm cái gì ở đây đâu, tự nhiên ông kêu tôi đứng lại. Ủa, ông tính hỏi tôi gì vậy? À, bởi vì ngươi dám xâm phạm vào vùng lãnh thổ của ta. Ủa cái gì, tôi xâm phạm vào vùng lãnh thổ của ông là sao? Ủa nhưng mà ông nói chuyện với tôi thì ông xuống đây ông nói chuyện nè. Ông đứng trên đó tôi mỏi cổ á, xuống đây, nhanh lên. Hey. Đây 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 đây, trời ơi, nhìn tưởng ngầu lắm, hóa ra cũng 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 phải bơi chứ có phải là bay đâu. Trời ơi là trời. Ôi, nhưng mà nhìn mà ổng sao nhìn ổng dữ tợn quá vậy. Ủa mà ông kêu tôi có chuyện gì? Tại sao ngươi dám xâm phạm vào vùng lãnh thổ làng nước của ta? Ủa, cái này là cái làng nước hả? Ủa, tôi đâu có thấy người dân hay gì đâu ta. Ủa, với lại là tôi đi vào đây là tôi có công việc mà, chứ đâu phải là tôi đi chơi đâu mà xâm phạm lãnh thổ. Mà ông là ai? Ông là ai mà ông láo dữ hả? À, ngươi dám hỗn sự với ta? Ta là thủy thần, ta là quản lý của cái vùng làng nước này. Ngươi vào đây định ăn trộm ăn cắp gì đúng không? Gì ăn trộm ăn cắp? Trời ơi, nhìn mặt tôi hiền vậy mà ông kêu tôi là tôi đi tính đi ăn trộm hả? Ông làm như tôi nghèo lắm hả? Hả? Ha, hôm qua ta lướt Facebook, ta thấy là người ta trên mạng người ta nói là mấy thằng đeo kính là thường nguy hiểm lắm nè. Ngươi là định tính làm gì? Khai mau, có khai không? Ủa tôi mắc nói phải khai cho ông nghe. Ông là ai mà tôi phải khai cho ông nghe? À, đã gọi là trông gọi giang chảo lại còn cứng đầu à? Hãy xem đây, cái này là gì vậy? Đây là axit. Axit? Ủa, ông mới cầm gì trên tay vậy? Đây chính là bong bóng axit. Đó là một trong những gọi là
kỹ thuật cực kỳ kinh khủng khiếp của làng nước ta, người tiếng Anh còn được không hả? Ôi, có ôi, ôi, trời, ôi trời, ôi trời, 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 có cái trái bong bóng chút chút xíu vậy thôi mà đất, đất, đồ cát, đồ nó biến thành nước hết luôn. Cái này mà trời chúng cho người tôi thì có bị gì không vậy? Hả? Thành đống nước luôn đó. Thành nước luôn hả? À, trời, ghê quá vậy? À. Ê, tha, tha, tha cho tôi đi. Mày, cái gì vậy, cái gì vậy? Ê, ông kia, tôi có làm gì ông đâu, tôi có gây thù chút án gì ông, thì ông tấn công tôi là sao? Trên đời này không có kẻ nào là đáng tin hết á, mà nhất là mấy thằng đeo kiếm đó. Ha, mày đứng lại mày nói gì vậy? Trời ơi, ném, trời ơi, anh em ơi, nhìn kìa, đất nó biến thành nước hết luôn. Trời ơi, cái này mà trời chúng với người mình, cái mình cũng bị biến thành nước luôn á. Trời ơi, cái ông này, coi bộ cái phép thuật của ông này, ông giỏi á. Trời ơi, đến tận đây luôn. Coi bộ cái phép thuật của ông này, ông giỏi lắm, mình đấu không lại, mình phải chạy thôi, trời ơi, chạy. Trời, mình nghĩ là mình chạy đến đây cũng là khá là xa đó, chắc là ổng không còn dí mình được đâu. Ôi trời ơi, may quá. Ui, thôi mình phải đi đến làng lá. Ủa cái gì vậy? Thả tôi ra đi. Em không? Đừng bắt tôi nữa. Mày em không? Em không? Mày không? Tao chậm vô cái mỏ mày nè. Em không? Ô, khoan, cái ông kia. Ủa, ông làm cái gì mà ông bắt người ta vậy? Mày biết cái gì mà nói? Tao cướp biển nè. Cướp biển hả? Một cái con cá lớn á. Trời ơi, đây chính là con người cá mà tao tìm kiếm bao nhiêu năm nay, hôm nay rồi tao mới tóm được á. Giờ tao phải mang nó đi bán nè. Còn mày hỏi gì vậy? Ủa cái gì? Ông nói gì? Đây là người cá hả? Tôi thấy người ta là có chân có tay như là người bình thường chứ đâu phải là người cá đâu. Bộ ông tính bắt người cướp đem qua Trung Quốc lấy nội tạng các kiểu phải không? Lấy gì mà lấy? Hey, trong truyền thuyết á, mấy cái đứa xinh xinh mà le ve ở bờ biển á, chỉ có thể là người cá thôi. Con cá này tao nghĩ là nó vừa mới uống cái thuốc của bà tiên ở dưới biển để nó có đôi chân để nó tính là lên bờ để trốn thoát thôi mà. May mãi tao mới bắt được nó nè, tao dừng nó bao nhiêu năm nay rồi. Mà mày là ai, mày hỏi chi à? Tôi là Phong Cận, là ninja của cái làng bên kia kìa. Tôi qua đây tôi thấy là ông bắt cóc người ta. À, chắc là ông coi chuyện cổ tích nhiều quá, bây giờ ông bị ảo ảo rồi phải không? Bây giờ ông nhìn người ta, ông tưởng là người cá, ông bắt người ta đúng không? Gì? Mày ở tao ảo ảo hả? Có mấy cái đeo kính thì mới bị ảo á. Giờ mày muốn sao? Mày Ê, đừng, không được đánh tao bây giờ ông ấy. Mày xem vào chuyện tao mày. À, ông dám chém tôi luôn hả? Ông ghen ha? Ông ghen ha? Rồi, ông chết tôi, ông chết tôi. Giờ chết mày. Ông hả? Ông này, chết đi, chết đi. À, mày dám can thiệp vào tao à? Thế rồi mình đi cùng một mình không đánh lại thằng này được. Mày chờ đấy, mày coi thường tao đấy. Thế tao tí tao quay tao chém mày không chịu phát lao. Đi. Trời ơi. Ôi cô có sao không vậy? À, mắt tôi. Trời ơi, để tôi thả cô ra để tí. Trời ơi, cái lòng này cứng quá. Trời ơi, đập đến khi nào mới xong? Để xíu nha. Trời ơi. Rồi đi ra. Trời ơi, đập nãy giờ mới xong. Ủa? Cảm ơn bạn. Được rồi, không sao hết á. Ủa nhưng mà cô là ai vậy? Sao cô tiện cô vô trong cái vùng biển này chi để người ta bắt vậy? Hôm nay tôi trốn cha của tôi lên đây chơi. Tôi là người cá. Gì người cá? Trời, tào lao lại tiếp tục có một cái người bộ cô cũng đọc chuyện cổ tích nhiều quá hay sao? Bị điên rồi hả? Cái gì nãy ông kia ông nói là người cá, bây giờ cô cũng kêu là cô là người cá là sao? Ông cá đâu? Bạn tin mình đi. Cha của tôi á là thủy thần á, ở dưới sâu vùng đại dương này là cai quản hết mọi miền của biển luôn. Hôm nay tôi trốn cha lên đây chơi, xong rồi bị cái ông đó ông bắt tôi vô cái lồng này nè, không cho tôi bơi về. Ủa cái gì? Ủa vậy là cái nhà của cô nằm ở dưới tuốt dưới biển này luôn hả? Nhà trời. Ông múc bên kia là phải đi qua tới mấy cái đại dương như thế này mới có thể rồi về à? Tới nhà. Ghê vậy. À, ôi trời, vậy là người cá là có thật anh em ơi. Ui, ê, thủy thần hả? Ui anh em, hình như mình nhớ là hồi sáng nay cái ông mà đánh mình á, cái ông mà cầm bong bóng axit á, ổng chọi mình, hình như là ổng cũng tên là thủy thần thì phải. Hình như cái cô này là con gái của ổng nè. À, mình hiểu lý do tại sao ổng lại đánh mình rồi. Chắc là hồi sáng giờ ổng không thấy con gái của ổng về, cho nên là ổng tưởng là mình là đồng bọn bắt cóc con gái của ổng, cho nên ổng mới đánh mình á. Bây giờ mình chỉ cần là mình đem con gái của ổng về giao cho ổng là ổng sẽ cho mình đi qua bên làng nước, ổng sẽ không tấn công mình nữa. Ừ đúng rồi. Trời ơi, ý hay. Ok. Ê, coi. Cô. Trời ơi, đừng có dọc cái con ngựa nữa. Bây giờ tôi sẽ dẫn cô về nhà với ba của cô được không? Ủa bạn biết ba của tôi hả? Biết, hồi sáng tôi mới quýnh lộn với ổng nè.
cần để ý đâu trời. Nói chung là chuyện riêng thôi. Giờ có đi vài không nói. À đi nhưng mà đi bằng con này hả? Cửa con nói, tôi cũng có một con nè, tôi lấy con của tôi ra. Rồi. À, tôi lấy con này là tôi có con này nè. Trời sống ở dưới biển mà cũng có chocobo luôn hả? Gì ghê vậy? Ok đi. Đó chứ. Ok thôi đi nè, đây nè. Trời ơi là trời.